ăn không? nhớ nhau à nhỉ? Gái của bố thế mà nãy lên mặt cứ lành dừng dưng ra ấy, tưởng là dỗi bố cái gì, cứ tưởng là dỗi bố cái gì cơ, thật thích cả mình. Có ở nhà ngoan không? Có ở nhà ngoan không? Con gái ơi, trốn tránh nhé, hỏi ngoan lên trốn tránh nhé. Con có ngoan không? Đang bị Con phạt có tay bị mẹ mắng không? Con bị mẹ mắng không? Mẹ mắng con không? Mắng không? Thế này là không mắng rồi đúng không? Này, em ngoan làm gì ai mắng em? Em cứ ti ngoan, em ngủ ngoan thì ai mắng gì? Hôm nay bố về còn không biết vì ngủ mà. Hay ngủ biết, thế tốt. Cứ ngày ngủ ngoan. Này, bây giờ biết cũng chưa muộn. Hai mẹ.